Chuyện tâm linh có thật của tác giả Hà Văn Hồng, với nhan đề Sang cát làm xáo trộn hài cốt. Mời quý khán thính giả cùng lắng nghe. Chuyện mới xảy ra thôi, vào khoảng tháng 12 năm 2022. Lúc đó dòng họ tôi có bàn bạc sang cát cho các cụ tổ tiên, họ hàng thì họp nhau, nhưng người thì ý kiến này, ý kiến nọ rồi xảy ra cãi vã. Gia đình tôi có 3 anh em tất cả, người thứ nhất tên là Nhường, người thứ hai là Đô, và người em út là Dũng, và tôi là con bố Dũng. 3 anh em này chẳng giống bao nhà khác. Anh em nhà người ta thì yêu thương nhau đùm bọc, còn 3 anh em nhà này chẳng ưa nhau tí nào cho đến ngày hôm nay vẫn vậy. Người anh cả và em út thì nghèo khổ, người thứ hai thì lại giàu sang nhưng cũng chẳng giúp gì. Ngược lại còn khinh bỉ coi thường đứa em và anh của mình. Lúc ấy họp người anh thứ là người nói nhiều nhất, phản đối quyết liệt cũng nhiều nhất. Người anh cả và người em út thì không biết nói gì. Mặc kệ cho ông Đô nói. Nhờ mẹ tôi mà mọi người mới nguôi ngoài mà lo công việc sang cát cho các cụ. Vài ngày sau gia đình ùa nhau đi xem một ông thầy. Được biết là tháng này không làm được phải để tháng sau. Nếu làm tháng này thì cũng được nhưng không tốt lắm. Nghe vẫn chưa ổn lắm, gia đình quyết định bảo ông thầy ấy gọi hồn các cụ lên. Ông thầy ấy làm lễ điên cuồng, mắt nhắm tay khua khoáng liên tục, rồi nấc lên một cái mắt mở trợn trừng nhớ nhác, làm mọi người ở đấy cũng giật mình đôi chút. Một giọng nói khô khẽo vang lên, lấy cho cụ thuốc lào. Người anh cả vội tìm cái điếu thuốc lào và bật chạy đưa sang cho cụ. Cụ nhanh tay đón lấy điếu, bật lửa và thuốc rồi hút lấy hút để, như thèm từ bao giờ rồi ấy. Lúc ấy người anh cả nói, dạ cho con hỏi cụ nào thế ạ? Một giọng nói khàn khàn trả lời, ta là cụ bốn đời, tức là cụ là đời một, đẻ ra bố của bố tôi. Rồi bố của bố tôi đẻ ra bố tôi, rồi đẻ ra tôi là bốn đời, theo tục lệ, ở đây phải gọi thế. Rồi người anh cả hỏi, dạ cụ ơi, tình hình là bọn con có muốn xây sửa sang nhà cửa cho các cụ, thì làm tháng này có được không ạ? Ông cụ giọng ồm ồm vang lên, được, làm được. Nghe như vậy cả ba anh em đều có đôi chút vui vẻ trong lòng. Nói chuyện một lúc thì ông cụ cũng đã đi, và ông thầy đấy đã tỉnh lại, rồi dặn dò vài câu, sau đó ba anh em đi về. Được biết ngày 20-21 tháng 11 âm lịch, gia đình bắt đầu ra mộ. Khu nghĩa địa ở tôi rất là hạn hẹp, đường xá vào đây khó đi. Lúc ấy thời điểm rơi vào 6-7 giờ sáng, mọi người cùng nhau ra nghĩa địa làm lễ thắp hương rồi bắt đầu động thổ. Mọi người bới mộ ra cho phần nào khí độc bay đi mất. Và để vậy cho đến tối tới giờ đẹp thì bốc mộ. Tối hôm đó, mọi người bắt tay vào bốc mộ, tính ra cũng tầm 5 cái mộ. Nhưng vì người chị dâu có người con 5-6 tuổi, không may bị chết đuối. Tính đến thời điểm ấy là mới chôn được 3 năm. Chẳng biết tan hết chưa. Nhưng người chị dâu cứ khăng khăng đòi làm nên, mọi người đành làm. Đoạn bốc mộ là tôi cũng không được chứng kiến. Lúc đó tôi 14 tuổi, đang bận học nên ở nhà. Mẹ tôi còn bảo đi ra đấy làm gì, hơi sương lạnh nên tôi mới thôi, không thì tôi cũng đi rồi. Đoạn này tôi được mọi người kể lại. Sau một thời gian khá lâu, lúc ấy tất cả công việc đều xong xuôi nhưng vẫn chưa hẳn, vẫn còn một cái mộ đang bốc. Quái lạ, tại sao đào xuống 3 tấc đất rồi sao vẫn chưa thấy chút dấu vết nào? Lúc ấy, anh rể tôi, ma suy quỷ khiến thế nào mà bới phải xương người. Lúc đó, anh hô lên, mọi người lại xem đào rộng ra thì phát hiện tất cả các xương cốt, mà lạ thay lúc thấy xương cốt thì nó nằm ngoài huyệt mộ. Lúc đó, còn mộ đắp đất, mà mỗi năm đi tảo mộ, thường lấy chút đất xung quanh đắp lên thêm. Có lẽ vì thế mà xương cốt nằm ngoài huyệt. Được biết cái ngôi mộ bốc cho người con chị dâu là chưa tan hết, thế là buộc mọi người phải lấy dao xẻo hết đi. Mùi rất là thum thủm, khiến cho mấy người bốc khó chịu. Xong đâu đó, mọi người quay lại một cái lán đã được dựng trước đó. Nghỉ tay nghỉ chân một chút. Đang ngồi thì có bóng đèn LED xe máy chiếu rọi cả khu nghĩa địa. Một lúc sau mới biết đó là ông Đô, trên tay là thùng cháo mang sang cho mọi người ăn. Mọi người ăn nấy ăn để. Mẹ tôi và hai bác thì ở nhà không đi được. Vì có bệnh ra ngoài ấy tiếp xúc nhiều ảnh hưởng, nên ba chị em dâu ở nhà. Ăn xong mọi người trở lại công việc. Tất cả đều làm an toàn cho đến khi úp lăng mộ ông bốn đời. Cũng là cái cuối cùng trước khi về nghỉ. Do con cháu mệt quá nên đã lỡ tay làm khạch xáo trộn xương cốt. Có người thì bảo nhấc ra kiểm tra lại, nhưng ông Đô làm ầm ầm lên, cứ bảo không sao. Chính vì thế sự việc bắt đầu từ đây.
và đã xong hết hoàn toàn, cũng chỉ cúng kiến qua loa cho xong để mọi người trở về nhà ngủ đến sáng. Phải cho đến 7 ngày sau thì tất cả mới xong hoàn toàn, xây mộ tường bao ở ngoài nữa. Đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023 dương lịch, bà tôi bắt đầu đổ bệnh ốm liên miên. Mẹ tôi thì với cái tính thật thà, nhiệt tình, hăng hái. Trong suốt thời gian bà nội tôi bệnh, mẹ tôi đều rửa ráy thay đồ cho bà. Còn hai bà chị dâu thấy thế ỉ lại, cứ để cho mỗi mẹ làm, cho đến khi mẹ nói trò thì hai người chị dâu mới mó tay vào. Mẹ tôi không ghê tay, mặc dù bà ỉa đái nhê nhết, mẹ không sợ, cứ thế mà làm vì phận làm con phải làm thôi. Nhưng với hai chị dâu, khi nhìn thấy những thứ ấy, ghê nôn chạy đi bỏ lại cho mẹ làm. Lúc ấy tôi thương mẹ lắm. Đáng lẽ các chị em dâu trong nhà phải cùng nhau làm, ai mà để cho mỗi mẹ tôi làm như thế. Nhưng tôi cũng chẳng biết làm gì hơn. Một đêm nọ, bà tôi tự dưng nói làm nhảm, xì xà xì xô gì đó không hiểu. Giống như một đứa trẻ con, đêm thì kêu gào hú lên. Nhiều ngày liên tiếp như vậy, ăn thì hất ra, mẹ tôi phải nói khéo mới ăn hết. Còn các chị dâu kia bón bà lại hất đổ thế mới lạ. Mẹ tôi thấy vậy, nói bác cả. Và mọi người đi xem thầy, nhưng cũng chẳng phát hiện có vấn đề gì. Cho đến tối ngày mùng 1 Tết năm 2023, trong không khí vui vẻ của bao nhà mà nhà tôi lại xảy ra tang. Bà chết vào 23 giờ ngày mùng 1 Tết năm 2023. Sự ra đi của bà khiến gia đình buồn bã. Riêng người dâu thứ khóc lóc thảm thiết, tỏ vẻ thương xót. Vốn mọi người trong xóm đã biết tính cách của bà dâu thứ này, nên thấy vậy đã bàn ra tán vào rất nhiều. Tất cả mọi người đang thấy bà dâu thứ đang khóc, đây là đạo đức giả. Sao lúc bà ốm đau không chăm sóc mà để cho mỗi mẹ tôi chăm sóc, giờ mất rồi lại tỏ vẻ thế chứ? Thật là nực cười. Tôi xin phép không nói chi tiết cảnh mọi người hoạt động này nọ trong đám tang. Công việc cũng xong xuôi, gia đình thì ai cũng buồn cũng thương, ai cũng sẽ chết mà không có ai là ngoại lệ. Nên cái chết này mọi người chỉ cho là tuổi cao sức yếu nên mới mất. Bà thì nay đã 89 tuổi rồi. Nhưng một bi kịch xảy ra nữa là sau ngày chết của bà. Cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2023 âm lịch, ông bác cả là nhường. Thời điểm đó, có đi đâu rồi bị ngã đập đầu khi bước xuống bậc nhà. Người con thứ ba của bác đang nằm trên giường, thấy vậy chạy lại đỡ dìu lên giường. Khi lên giường đã thấy chân tay bác co quắt, miệng xì bọt mép trông ghê hãi. Lúc đó, bố tôi nghe tin cũng sang vì nhà tôi và bác cả gần nhau, khi có việc gì thì phải gọi nhau. Sang đến nơi bố tôi có xoa bóp các kiểu, nhưng không đỡ, thế là phải gọi xe cho đi viện. Trên đường đi, bác sùi bọt mép nhiều và dãy lên, đành đạch trong kinh hãi. Ai nấy cũng lo. Khi đến viện được biết đã chết rồi. Gia đình lại phải đưa về làm ma. Cái chết của bà chưa nguôi ngoai nay đã phải đón nhận thêm tin dữ. Gia đình hoang mang lo sợ buồn tủi, cái đau thương mất mát này. Mọi người trong xóm bàn tán bảo trùng tang rất nhiều. Cũng ngay sau ngày chôn bác tôi, thì gia đình có họp lại, rồi bàn bạc, xong quyết định đi xem thầy. Người thầy gia đình tôi tìm đến là một ông thầy chuyên thổi kèn đám ma. Ông ấy rất nổi tiếng, được nhiều người biết đến, ngoài việc thổi kèn đám ma ra. Thì ông còn là một người thầy nữa, ông ấy được biết đến với tên gọi ông Luân Mã. Nghe người ta kể, ông này là được một người phụ nữ cho ăn lộc, nên mới biết xem bói. Lúc đó gia đình tôi cũng đến, xếp hàng chờ mãi mới đến lượt. Hôm ấy cũng nhiều người đến xem lắm. Khi xem xong và cũng hay tin gia đình bị trùng tang thật. Nhưng ông thầy đó không nói rõ trùng gì. Nhưng nói đến trùng đã khiến gia đình tôi sợ rồi. Rồi ông kêu làm lễ cắt trùng. Chẳng biết ông làm như thế nào nữa. Lúc ấy tôi không chứng kiến nên cũng không biết. Chỉ có mẹ chứng kiến. Về mẹ có kể cho tôi nghe. Tôi có hỏi thêm, nhưng mẹ cũng lắc đầu bảo không biết làm những gì. Chỉ thấy tay di chuyển mồm đọc gì đó trước mặt có một quyển sách gì cũng không rõ nữa. Sau khi xem về, ông thầy đó có dặn, tối mà có ai gọi thì đừng có thưa nhé. Nếu thưa trùng sẽ bắt đi. Nghe vậy mọi người nom nóp nghe theo. Và mấy ngày về nhà ai nấy cũng chìm trong lo sợ. Có người đêm còn thức trắng canh thâu. Và sau đó vài ngày không có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn chưa yên tâm lắm và đi xem nhiều thầy nữa. Đến thầy nào cũng nói vậy. Và được biết thêm ông thầy trước cắt trùng vẫn chưa hoàn toàn hết. Các ông thầy xem đều lắc đầu bảo không làm được, không cắt được trùng, không làm được khéo trùng lại, quật cho mất mạng như chơi. Nên các ông thầy xem qua đều lắc đầu từ chối.
May mắn thế nào vẫn đứng về gia đình tôi. Có một người thầy nữ, sinh năm 1982 tên là Băng, được biết là được một ông cụ người miền Nam cho ăn lộc, để xem bói các thứ này nọ. Ngày hôm ấy đi xem, thì ông cụ ấy nhập vào. Bà ấy có nói với mọi người có mặt ở đó cái gì, ấy cũng không rõ. Chỉ nghe được mang máng là ông cụ ấy sẽ giúp được gia đình dòng họ và hẹn ngày xuống làm lễ cắt trùng. Vài ngày sau, như đúng ngày hẹn trước, con trai thứ ba bác cả phụ trách việc đưa đón bà thầy đấy xuống làm lễ. Ở nhà gia đình đã chuẩn bị theo yêu cầu của bà thầy đó. 50 con cá, 7 mẩu mía, 5 lạng muối và 5 lạng gạo. Một con chó con đen xì mới đẻ khoảng 2 cân. Một con vịt còn các thứ khác nữa. Khi người thầy đó xuống, có nói chuyện đôi lúc xong, chuẩn bị đồ đã chuẩn bị cùng nhau ra nghĩa địa, trải chiếu bày lễ ra. Bà thầy đó có dặn, tí nữa làm lễ xong, tất cả mọi thứ đều để đây. Không lấy về mà tí về là đừng có ngoảnh mặt lại, cứ thế mà về. Rồi bà thầy đó làm lễ gì cũng không rõ, chỉ thấy đứng dậy chắp tay đi xung quanh mộ. Đến khi bà thầy ấy cắt cái dây đỏ một cái, bà hô lên, về thôi. Lúc đó có ba đứa con trai và vợ bác cả. Còn nhà bác thứ cũng không ngó ngàng chi mặc kệ muốn làm gì thì làm. Tôi và mẹ có sang đấy xem chuẩn bị, nhưng không được đi ra nghĩa địa ở nhà, trong nhà hộ bác. Lúc mọi người về không ai dám quay lại. Về tới nhà thì ông cụ người miền Nam nhập vào bà thầy đó. Lúc nhập vào bà thầy đó nấc lên một cái, mặt nhớn nhác nói tìm điếu hút. Hút mấy điếu rồi mới uống nước chè. Uống xong ông ấy nói, hiện tại thì tạm thời xong rồi nhé. Chỉ là tạm thời chưa chắc là xong. Mai kia lên thầy xem lại xem hết chưa. Nếu chưa hết thì giải tiếp. Ông còn nói, các con các cháu vừa rồi sang cát mộ có làm xáo trộn xương cốt của ông cụ bốn đời, nên về mới vật chết tươi người anh cả, mà không ai hay biết. Từ giờ cứ tạm thời quay về cuộc sống bình thường nhớ chưa. Tạm thời đã giải quyết được một phần. Nay mai hay ngày kia lên thầy xem thế nào nhé. Nói xong câu nói ấy, người kia có nấc lên một cái, tức là ông đó đi rồi trả lại thể xác cho bà thầy. Gia đình bác cả có đưa chút tiền cho bà thầy để về thắp hương cho ông. Xong việc, người anh thứ ba con bác cả tiếp tục đảm nhận việc đưa về. Những ngày sau đó không có chuyện gì xảy ra, gia đình bác cả lại lên xem bà thầy đó. Lần này được biết đã giải được thành công. Từ giờ về sau hãy an tâm ổn định cuộc sống. Gia đình bác cả đội ơn bà thầy và trả lễ thật hậu hĩnh. Một thời gian sau đó và về sau, gia đình bác cả và bác thứ và gia đình tôi cho đến ngày hôm nay 2024 vẫn còn hoang mang lo sợ khi nghĩ lại chuyện lúc đó. Tập truyện ngắn tâm linh có thật đến đây là hết. Nếu thấy hay, hãy ấn like cũng như đăng ký kênh YouTube này để được xem video mới nhất từ kênh nha. Mọi người cũng nhớ ủng hộ tác giả, ấn theo dõi trang của tác giả nhé. Mình có để ở dưới thông tin mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.